vị, còn bây giờ thì chúng ta cùng vào bếp để thực hiện món nấm rất là ngon miệng chị Thiêu Anh sẽ gửi đến chúng ta. Chào chị. Anh Mai. Món nấm này tên gọi là gì chị ha? Món nấm này là nấm đông cô sổ táo. Nguyên liệu của cái món nấm đông cô sổ táo này thì gồm có là phi lê gà. Phi lê gà thì mình chọn cái loại gà tươi và mình về mình rửa sạch bằng nước muối, rồi mình cắt từng miếng vuông và mình lau cho nó ráo. Mình lau ráo thì để sau này mình tẩm bột lắm thì bột nó dính vào nó không bị mỡ. Đó là mình chiên, nó sẽ thịt lại. Rồi món nguyên liệu thứ hai là tôm. Tôm thì mình lựa loại tôm bạc thẻ. Mình về mình rửa bằng muối sạch, mình rút chỉ hai đầu, rồi mình giã nhuyễn. Và sau đó mình sẽ ướp gia vị để rồi mình bọc vào nấm. Như vậy là có tôm thì nó sẽ dính kết hơn phải không chị? Tôm sẽ chuyển. Tiếp theo là món Tiếp theo là nấm đông cô. Thì nấm đông cô thì mình mua mình lừa cái loài tươi. Tươi có nghĩa rằng cái màu vàng của nó vàng mơ. Và cái màu đằng sau của nó thì mặt nấm mắt nó có màu nâu, chứ không phải là có những cái màu mà ẩm ảnh độc tố táo đỏ táo khô như thế này. Và mình ngâm lên cho nó nở táo ra và mình bỏ hết cái hột bên trong. Cà rốt rồi mình thêm cà rốt để thêm vitamin, thêm hành cho nó thơm và thêm ngò để cho có màu sắc hài hòa âm dương. Ngoài những cái nguyên vật liệu chính này thì chúng ta sẽ có những cái gia vị là hành băm, tỏi băm, gừng băm, rồi một ít lòng đỏ hột gà để mình phết vào mặt tôm, rồi nước táo này mình xay ra, mình trộn với 2 muỗng bột để hồi mình làm sốt, mình trộn 2 muỗng bột bắp để mình làm sốt. Vì hôm nay mình làm món là đông cô sổ táo, rồi mình thêm một chút giấm để cho có chất chua chua hoặc ngọt, và mình có 50g bột năng để chút xíu mình tẩm gà mình chiên. Và một muỗng xì dầu nước tương. Bước đầu tiên của mình là mình sẽ làm tôm hết vào nấm đông cô. Trước hết là mình sẽ cho vào tôm 1 muỗng tỏi băm, 1 muỗng cánh nêm hạt nêm cho thơm, 1 tiêu, và như vậy là mình đã đều lên rồi. Đây chị mây ra chị để mây quét cho lại. Sau đó mình sẽ làm gì tiếp? Sau đó mình sẽ phết tôm vào trong cái mặt trái của nấm đông cô. Và tôm thì rất là kết dính với nhau, như vậy là khi chúng ta hấp hay là làm thì sẽ không bị bong ra chị ha. Mà mai để không, nấm đông cô đó nó có rất nhiều chức năng lắm. Nấm đông cô để giúp cho mình ăn, để còn để có những chất đề kháng này, chống ung thư này, rồi cùng giúp cho những cái người mà bị bệnh dịch nhiều, bệnh sỏi thận, ăn nhiều cũng tốt lắm. Tôm lên rồi chúng ta sẽ làm bước nào tiếp theo chị ha? Rồi mình phải tôm lên như thế này, và bước tiếp theo thì mình sẽ phết hột gà lên. Và chúng ta sẽ cho bột lên thì nó dính phải không chị? Mình sẽ cho hột gà thôi. Còn bột thì mình dùng để dùng trong thịt gà. Bây giờ chúng ta cho vào xửng để hấp. Mai coi chừng cả phòng tay nha. Rồi nóng lắm. Và hấp là chúng ta sẽ hấp khoảng bao lâu chị? Mình hấp nếu mà lửa lớn thì mình chỉ hấp khoảng từ 5-7 phút thôi. 5-7 phút thôi. Trong khi chờ đợi tôm và nấm đông cô chín thì chúng ta tiếp theo cái bước là mình sẽ làm gà. Trước hết là mình cho gà vào trong tô, rồi sau đó mình sẽ cho một ít gừng băm, một muỗng cà phê hạt nêm từ thịt, và như vậy là mình sẽ trộn, mình trộn gà cho đều. Khi mình trộn xong thì mình cho 50g bột năng vào đây. Mình trộn mình phải ướp 5 phút nhé. Ướp 5 phút cho gia vị nó thấm. Bây giờ dầu đã nóng rồi, chúng ta cho bột vào, cho gà vào để chiên. Và mai nhớ là nấm đông cô đó, khi mình đi mua đó, mình phải chọn thật kỹ. Nếu như mà nó mà không có đồng vàng với nhau thì mình phải lấy. Đã tạo mùi thơm rồi. Bây giờ bước tiếp theo là mình làm nước sốt để mình làm gia vị cho thành phẩm. Thì là chúng ta có 1 muỗng nước tương,
mình sẽ cho một chút sữa tỏi, một muỗng giấm, một bột nêm, một xíu và đường, hai muỗng đường. Giờ ta quậy lên cho nó đều. Yeah. Và sau đó khi mình xào thì mình cho vào. Rồi nó thấy được rồi này chị, nó sẽ được chín rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ mình sẽ làm bước. Bây giờ mình sẽ đem ra. Dạ. Yeah. Cho vào giấy, xả hũ phẩm dầu. Dầu. Rồi bây giờ bước tiếp theo là bắt đầu mình xào. Thì trước khi mình xào thì mình phải đem tôm ra. À. Thì nãy giờ thì tôm chị nãy chị nói là để khoảng độ 50 phút thôi phải không ạ? 57 phút. Và như vậy thì là chị đã chuẩn bị sẵn một cái dĩa tôm mình đã làm xong. Mà đúng là khi chị hấp xong cái màu trứng nó vàng ươm lên. Vàng ươm lên. Và như vậy là các nguyên vật liệu mình chuẩn bị sơ chế xong là gà có rồi, tôm có rồi, và cà rốt thì mình đã luộc sẵn rồi. Táo mình ngâm rồi. Thì như vậy là chúng ta chỉ cần bắt chảo xào lên là xong. Một xíu hành vào và cho thơm. Bây giờ ta cho cà rốt vào đảo qua. Cà rốt cũng được chần sơ qua rồi cho nên mình chỉ cần đảo để lấy mùi hương thôi. Tảo và hành cho cái sốt hồi nãy chúng ta vào. Và ta cho gà vào. Rồi mình cho nước sốt tảo vào. Yeah. Và cho lửa lớn lên. Tất cả các món đều đã được gia vị sẵn. Yeah. Cho nên mình không thêm gì nữa hết. Và mình đảo cho nó đều. Rồi cuối cùng là mình cho tôm vào. Tôm bọc nằm đông khô. Cuối cùng là mình cho thêm một muỗng hạt nêm từ thịt vào để cho nó đậm đà. Và như vậy là chúng ta đã có một món ăn rất là hấp dẫn và nó chi là nhiều bình nữa. Và bây giờ thì món này thì thường thì chúng ta ăn với cơm hay là như thế nào? Mình có thể ăn với cơm, với bánh mì và kèm thêm chén nước tương. Và chị trưng bày cũng đúng như là tinh thần của cái món ăn là phải có táo xung quanh trưng bày thì nó đẹp để mình ăn thêm hương vị của món ăn. Và chúng ta sẽ có một chén xì dầu sẵn sàng để nếu mà chúng ta thích ăn mặn chúng ta chấm thêm một chút. Thế miếng nào cũng rất là đang nóng hồi, cũng rất hấp dẫn quá. Nấm đông cô thì rất là thơm, mà cộng với lại cái sự rất là chắc của tôm với lại trứng quyện lên nó lại tạo cho cái mùi vị rất là đặc biệt. Món ăn rất hài hòa. Rất là hài hòa. Mà chưa kể là mà thấy còn táo tàu này. Còn rất là nhiều những cái rau củ quả mà chúng ta cùng thưởng thức cho chúng ta cảm thấy là cái món này cái vị nó rất là đa dạng. Cảm ơn chị rất là nhiều với một cái món ăn rất mà thấy rất là công phu nhưng mà cũng rất là ngon miệng. Cảm ơn chị Thu Anh rất là nhiều. Thưa quý vị, không biết quý vị nghĩ như thế nào, món ăn này thì hơi mất thời gian một chút nhưng mà rất là ngon. Quý vị hãy chuẩn bị vào những ngày cuối tuần, như vậy chúng ta có thư thả thời gian để có thể chuẩn bị món ăn thật là ngon để đãi gia đình của mình.